Theo đó, vào khoảng 15 giờ hôm qua 18 tháng 12, cháu Lê Thanh Tâm 3 tuổi đang học tại trường mầm non xã Quân Chu đã bị chiếc tủ gỗ đựng quần áo, đồ đạc của các cháu học sinh mẫu giáo đổ xuống, đè sập vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng cháu đã tử vong. Trước đó, cô giáo đưa cháu đi rửa chân tay và thay quần áo. Sau đó, cô giáo vào lớp, cháu Tâm tự ra tủ lấy quần áo để mặc. Do tủ đựng đồ bị cập kênh nên đã đổ đè lên người cháu Tâm, gây tai nạn thương tâm. Được biết, cháu Lê Thanh Tâm là con gái của anh Lê Văn Chiến và chị Lê Thị Thanh, trú tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong sáng ngày 18 tháng 12, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho cháu bé. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ.